Căn cứ vào nhu cầu và khả năng hợp tác song phương giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam, chiều ngày 16 tháng 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị. Hai bên đã thống nhất cùng hợp tác triển khai các hoạt động cung cấp thông tin, phối hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong đó tập trung vào các hoạt động trọng tâm như thực hiện cung cấp tài liệu liên quan đến nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế, phối hợp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiểm toán và kế toán, bao gồm các vấn đề liên quan đến quản lý nghề nghiệp, chuẩn mực và kỹ thuật kiểm toán, phát triển và kết hợp tổ chức các khóa đào tạo thực hành kế toán kiểm toán, hỗ trợ sinh viên và học sinh trường tiếp cận với các doanh nghiệp kiểm toán, phát triển và khai thác các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo cho các doanh nghiệp kiểm toán. Sự kiện hợp tác giữa Trường Tôn Đức Thắng và Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam sẽ giúp sinh viên trường nâng cao kiến thức chuyên môn, tác phong và kỹ năng nghề nghiệp chuẩn mực, nhanh chóng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà tuyển dụng.